À, kính bạch quý thượng tọa, kính bạch đại chúng. Hôm nay là tối thứ bảy ngày 23 tháng 9 năm 2023. Thể theo lời mời của ban hộ trì Tam Bảo chùa Lục Hòa, Pháp Hòa trở về thăm chùa, thăm quý vị vào tối hôm nay, và chúng ta có buổi sinh hoạt Phật pháp với nhau tại chùa Lục Hòa, thành phố Colchester, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Đại chúng chiều nay có khỏe không? À, không biết làm sao Pháp Hòa nhớ giờ hơi ăn gian. Pháp Hòa nhớ là tối nay hẹn 7 giờ mới giảng. Hồi nãy quý vị lên đó đâu có hẹn 6 giờ. Không sao, nhờ vậy mình mới chứng minh mình là người Việt. Người Việt xài giờ chư thiên, xài giờ ở cõi trời. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta là một người Phật tử, nếu chúng ta nhận mình là một người đạo Phật, thì cái công việc của một người Phật tử cần làm đó là ngoài cái niềm tin đối với Phật, chúng ta còn phải phát huy một cái niềm tin nữa đối với Pháp. Bởi vì chúng ta đến với đạo Phật là không phải vì Đức Phật là một đấng thần linh phù hộ, mà là Đức Phật là người có khả năng ban bố cho chúng ta những lời chỉ dạy để chúng ta ứng dụng, chúng ta sống, chúng ta có hạnh phúc, có bình an. Như vậy một tín đồ của Phật tử Phật giáo đó, nói đơn giản để từ ngữ bây giờ cho đại chúng dễ nhận biết, là một tín đồ của đạo Phật, của Phật giáo, là Phật tử đó phải biết ứng dụng sự tu tập trong đời sống hàng ngày. Tại nếu mình chỉ đến với Phật, mình tin Phật, mình nói mình đạo Phật chấm hết, mà hỏi thêm nữa thì nói đừng hỏi nữa, tôi hết biết rồi, thì không được. Tại vì Phật giáo không phải chỉ cái đó, mà Phật giáo là ngay khi chúng ta nhận tôi là Phật giáo thì chúng ta đã nhận rằng chúng ta tiếp nhận những cái lời dạy của Phật. Tại chữ giáo nghĩa là dạy. Thí dụ như mình nói con mình lớn lên phải giáo dục nó. Phải giáo dục nó nghĩa là mình phải đem cái sự dạy dỗ, mình chỉ dẫn cho nó. Rồi mình nuôi nó thì gọi là dưỡng, mà mình dạy thì gọi là giáo, cho nên gọi là giáo dưỡng. Mình nuôi con không phải chỉ nuôi cái thân xác nó không, mà phải dạy cho nó biết lễ nghĩa, biết trên biết dưới, biết phải biết quấy, biết người biết ta, và thậm chí còn phải dạy con biết sống để con ra ngoài con không có bị người ta coi thường vì cái cách sống của con. Như vậy gọi là giáo. Còn mình dưỡng nó là mình cho nó ăn, cho nó mặc, cho nó quần áo, mình dưỡng thôi. Cho nên á, dưỡng là phải giáo. Cho nên người Việt gọi là giáo dưỡng. Thì mình là một Phật tử cũng vậy, chúng ta chỉ không chỉ tin Phật rồi chấm hết, mà chúng ta phải làm sao cho cái niềm tin của mình nó vững chãi, nó kiên trì, nó trong sáng, do chúng ta có học Pháp. Vì Pháp chính là lời dạy của Phật, Pháp là chân lý, là con đường, là lẽ thật. Nếu chúng ta không học cái đó, chúng ta không biết gì hết. Ví dụ chúng ta học nhân quả. Học nhân quả để làm gì? Để biết cuộc đời này mình gieo cái nhân gì thì trước sau mình phải gặp cái quả đó. Có thể mình nói nè, tôi gieo nhân xấu mà tôi gặp toàn người tốt. Cái người tốt mà mình gặp, cái quả tốt mình gặp trong đời này hiện tại bây giờ đó, là cái nhân mình tạo trong quá khứ. Còn cái nhân xấu mình tạo đó hiện tại, tại nó chưa chín thôi, nó chưa chín thôi. Nó giống như một nồi cơm mình nấu trên lò, nó chưa chín tới. Khi nào nó cạn nước, nó chín thì chừng đó mới có cơm ăn. Thử cái gì nó chưa tới, đừng nói nó không có, mà tại nó chưa đến lúc, đến giờ nó tới thôi. Mà cái chúng ta đang hưởng bây giờ là cái quả của quá khứ chúng ta đã tạo, giờ nó chín mùi rồi. Cũng giống như á, trong nhà mình còn thức ăn
mùa đông mình mang ra từ trong cái tủ đá mình ăn, là tại vì mấy tháng trước, trước khi mùa đông mình đã chuẩn bị rồi. Cái bắt đầu mùa hè tới cái mình trồng khổ qua, trồng mướp rồi đó, cái mình để dành cất vô frozen để mình ăn suốt mùa đông. Người ta nhìn ta thấy có trồng gì đâu mà khó ăn. Nó không sao, chị không thấy, tại mùa đông chị không thấy, chứ mùa hè tôi trồng lắm. Cái mà tôi ăn bây giờ là tôi trồng từ hồi hè đó, tôi trồng hồi hè giờ tôi mới có tôi ăn đây đó. Thí dụ mình hiểu về nhân, nếu mình học mình nhân quả mình hiểu vậy. Rồi cái gì mình học vô thường để làm chi? Để biết rằng trên đời này không có cái gì nó tồn tại mãi mãi, dù là tình cảm, dù là chức quyền, dù là tiền bạc vân vân. Cho nên khi nó đến cái chúng ta hiểu nó. Đó, Phật nói vô thường. Rồi thậm chí học kỹ nữa đó, vô thường có mấy loại. Nhất kỳ vô thường, biến dịch vô thường. Biến dịch là gì? Xê xích một chút là khác liền. Ví dụ như mình để cái nồi nước sữa đậu nành trên bếp, chỉ quay lưng lấy cái chén thôi, ở trên này nó trào. Hồi nãy không trào, mà chỉ xoay lưng lấy cái dĩa cái chén, bên này nó trào, nước sữa đậu nành tràn ra bếp hết. Biến dịch, thay đổi. Nó mới vừa đứng đây với tôi nè, xoay qua một cái nó bị người ta bắt cóc, nó bị xe tai nạn. Biến dịch tức là tích tắc nó thay đổi, nó luôn luôn nó thay đổi. À, nó cũng là một dạng biến dịch đó. Nói có sách mách có chứng. À, gắn lên tưởng ngon lành vững chắc phải không? Và trong khi nó gắn như vậy đó là bắt đầu nó nhả từ từ, nó trật cái khớp từ từ. Thì khi mà nó trật, khi cái người mà thấy nó đang thay đổi mà sửa thì không sao, nhưng mà không ai thấy hết, nó làm cái rầm. Khi nó làm cái rầm đó, cái này gọi là nhất kỳ vô thường. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, quý vị có đồng ý thân thể tuổi tác của chúng ta đang biến dịch vô thường không? Tích tắc, tích tắc, tích tắc, thay đổi, thay đổi. Bữa nay là tháng 9 rồi, ngày mai là 24 tháng 9, rồi 25 tháng 9. Thì đến một ngày nào đó tuyên bố chấm dứt năm 2023, bước sang 24, thì cơ thể chúng ta thay đổi. Mình đang bệnh hết rồi, nhưng mà nó chưa phát tác thôi, chứ không phải là mình không bệnh đâu. Thì cái mà chúng ta đang chuyển biến bệnh tật từ từ gọi là biến dịch. Dịch là dời đổi. Đến một lúc nào đó mình ngã xuống, mình sụp xuống, mình tắt thở, cái đó gọi là nhất kỳ vô thường. Ai cũng sẽ trải qua một ngày của sự nhất kỳ vô thường. Còn hiện tại chúng ta đang sống đây, những thay đổi trong cuộc sống gọi là biến dịch vô thường. Nói chữ hai chữ vô thường là nó có hai loại vô thường. Rồi nói tới duyên, duyên là điều kiện, thì có khi điều kiện tốt, có lúc điều kiện xấu. Bây giờ ai cũng muốn điều tốt mà không tạo duyên tốt cho nhau. Ai cũng muốn có bạn bè nhưng gặp bạn bè thì không kết giao. Đi nói xấu bạn thì bạn nào mà thích mình. Đi dèm pha, đi chỉ trích, đi dòm ngó thì ai ta chơi với mình. Có thể hồi nãy có một Phật tử thăm Pháp Hòa thì mới nói bây giờ con nhìn lại con thấy thầy nói đúng đó. Phước có phần thôi, không ai trọn phước hết á. Có người phước phần này, có người phước phần kia. Thì Pháp Hòa mới nói á, cái phước phần là do mình tạo phần nào nó phước phần đó. Ví dụ như bây giờ á, mình lo đầu tư làm ăn, vì lo làm ăn quá cho nên quên con cái trong nhà. Cuối cùng mình có phước có tiền, mà bù lại con cái nó không biết mình, nó không nghĩ thương gì tới mình hết, tại mình hằng ngày đâu có nghĩ tới nó. Thậm chí mình chỉ cho nó tiền, kêu ăn gì kêu đi con. Rồi thậm chí mình muốn yên thân mình làm việc của mình, dục cho nó cái phone, đưa cho nó cái iPad, rồi nó ăn nó bừa bãi, nó sống buông lung, mình không có bao giờ ngồi lại nhắc nhở gì hết.
cuối cùng con mình nó dở, nhưng mà tiền mình thì quá trời luôn. Như vậy mình được cái phần tiền, tại vì mình invest cho đó, mình đầu tư cho cái mục đó, mà mình không đầu tư một con cái thì cuộc sống mình cũng vậy. Hễ mình focus, mình chú trọng vô cái gì, mình hướng tâm về cái gì thì cái đó nó đến với mình. Hằng ngày cũng như thế. Như vậy chúng ta biết mình chết rồi đi đâu, có câu trả lời cho mình luôn. Mình hãy nhìn lại hằng ngày mình chú tâm về cái gì nhiều. Hễ mình hướng về cái gì nhiều thì nó thành cái nghiệp. Mà nó thành cái nghiệp thì khi mình bỏ cái thân này đi thì cái đó nó lôi mình liền. Cái gì mà nó mạnh thì nó lôi thôi. Nó đơn giản giống như con chim, nó ở trong lòng, nó luôn luôn nó mong về tổ. Cho nên khi mà sổ lòng thì con chim liền bay về tổ của nó. Thì cũng như thế, chúng ta khi mà nghiệp lực của đời này chúng ta hết đi thì chúng ta sẽ đi về theo cái hướng mà chúng ta đã tư duy, đã hướng về nó. Cho nên Đức Phật nói như một cái cây, nó ngã về bên nào thì khi chúng ta cưa cây đó nó ngã về đó. Cho nên hàng ngày mà chúng ta nghiêng về cái gì thì chúng ta nghiêng về đó. Cho quý vị đừng có lo, đừng có lo. Bây giờ mình muốn vãng sanh cực lạc không? Muốn, thì mỗi ngày mình hướng tâm về cõi cực lạc, tức là cái gì của ai không vui, đừng có tạo cái kết với cái đó. Mà mình tạo cái niềm vui hoan hỷ mỗi ngày. Cực lạc mà. Cực là gì? Cực là cực kỳ. Lạc là vui. Chỗ nào mà cực kỳ vui thì gọi là cực lạc. Nhưng mà ngược lại, chỗ nào mà cực kỳ khổ thì gọi là cực khổ. Vậy thì cực khổ cũng có cực lạc, mà cực lạc cũng đối lại với cực khổ, không? Còn nếu như mà mình vừa khổ mà không biết vươn lên, rồi phải lao, phải đắm chìm trong cái khổ kêu cực nhọc. Mình nhọc nhằn với cái khổ đó mà mình không biết cách mình sống vậy. Thí dụ như bây giờ trời mưa thì mình bước ra mình thấy mưa thì tự mình sẽ tìm cách nào đó để mình làm cho mình được khô ráo. Thí dụ là che dù hoặc núp ở trong nào đó, làm mọi cách gì để cho mình tránh được cái mưa. Mình bước ra mình thấy trời lạnh thì lập tức sẽ ăn mặc như thế nào để cho cái lạnh đó nó không thấm vào trong cái cơ thể của mình. Thì cuộc sống của chúng ta cũng như vậy. Chúng ta cần phải biết mấy cái đó. Cho nên đại chúng Pháp Hòa đây là Pháp Hòa nhắc trước, đó là lý do tại sao mà chúng ta đi nghe Pháp. Muốn biết Pháp thì phải nghe Pháp. Cũng như trên cuộc đời này á, mình muốn biết về chuyện ai, mình phải đi kiếm người mình hỏi. Chị nhỏ đó bữa nay làm sao rồi? Nhà nó bữa nay làm sao rồi? Vợ chồng nó yên chưa? Mình cũng đi tìm mấy đó, mình nghe dữ lắm. Nhưng mà mình nghe mấy cái đó thì nó chỉ thêm cái phần thị phi tốt xấu của người, của mình, mà thật sự thì giúp cho mình tăng trưởng không bao nhiêu. Nhưng mà ngược lại, mình có nghe Pháp thì mình sẽ biết Pháp. Vì Pháp là gì? Pháp là chân lý, là lẽ thật, là cái con đường dẫn dắt cho mình. Cho nên càng nghe Pháp thì mình càng mở mang, càng hiểu biết. Và quý vị sẽ biết, dù quý vị không hiểu 100%, nhưng mà cố gắng nghe để làm gì? Để mình hiểu cái đạo giáo mà chúng ta đang theo hướng dẫn cho mình cái gì, dạy dỗ, chỉ dẫn cho mình cái gì. Cũng giống như con mình nó đi học thì mình cũng phải biết con mình nó đang học cái gì, để mình yên tâm là con mình nó học trúng. Nó học đúng chứ không thôi nó đi học mà mình không hề quan tâm cái trường của nó là học cái gì, cuối cùng nó đi chơi không, nó xách giỏ sáng nào nó cũng đi, mình cứ tưởng nó đi học nhưng mà rốt cuộc nó đi chơi chứ không phải đi học. Thì chúng ta cũng thế, chúng ta coi chừng, tuần nào cũng xách giỏ đi chùa. Hỏi đi chùa làm gì? Đi chùa chơi thôi. Đúng không? Đi chùa chơi tức là đi vô vòng vòng vậy đó, rồi ăn cơm rồi về. Mà đó, nếu mà cái đó là đỡ đó nha. Còn nếu chúng ta tệ nữa là chúng ta thêm cái phần thị phi tốt xấu của người, hay dở của người, rốt cuộc chúng ta đi về trong giỏ mình nó không có châu báu,
nó không có giáo pháp thì nó uổng đi. Mà trong khi đó, nơi đó, chỗ đó là cái nơi cho mình rất nhiều những kinh nghiệm. Dù người đó có làm khó mình, có không dễ thương với mình, nhưng người đó vẫn cho mình cái kinh nghiệm sống, ứng nhân xử thế, cho mình được cái bài học nhẫn nại, chịu đựng. Chứ không phải là không. Cái quan trọng là mình nhận diện mọi việc để chúng ta học pháp. Vậy thì chữ pháp ở đây, ở chữ pháp ở đây á, là mọi cái hình thức của cuộc sống, dù đó là pháp tốt hay pháp xấu. Thí dụ như quý vị nấu nồi canh, nấu xong nó không ngon, mà mình chịu khó mình nghiên cứu lại tại sao nó không ngon, mình rút ra được kinh nghiệm, có phải là học không? Học. Mặc dù cái nồi canh này nó hư, nhưng mình học được cái chỗ là chúng ta đã không làm trúng. Thí dụ như cái món đó, Pháp Hòa nói ví dụ như sâm Bổ Lượng đi. Ví dụ mình nấu sâm Bổ Lượng thì thường là có cái món phổ tai. Nhưng mà nếu mình vừa nấu xong, mình để phổ tai vô sớm quá, trong khi nước nó còn nóng, thì một là cái phổ tai này nó ra cái chất tanh. Mình ăn sâm Bổ Lượng mà nó tanh cái mùi rong biển, đôi khi nó tạo ra cái mùi khó ăn. Chẳng những vậy mà nó ra nhớt, nó ra cái chất lền của phổ tai. Thì tự nhiên cái nồi sâm Bổ Lượng mình nấu rất công phu, chỉ thiếu một chút xíu kinh nghiệm là bỏ hơi sớm quá, để cái phổ tai sớm quá khi nước nó còn đang nóng. Chúng ta sắc rồi, chúng ta rửa sạch sẽ rồi, mình để bên ngoài, khi nào nó nguội nước rồi mình thả nó vô. Tại cái món đó đâu cần ăn chín, mà mình để sớm quá thì cái nóng của nước nồi mình nấu nó làm tan cái mùi phổ tai và nó ra cái chất lờn. Tự nhiên nồi phổ tai chỉ thiếu một chút đó thôi. Như vậy thì khi chúng ta nhìn lại, tại sao chúng ta làm nó không ngon mà người kia làm ăn ngon vậy, ăn không tanh mà mình làm nó tanh vậy, thí dụ vậy thôi, thì tự nhiên mình sẽ thấy ra, ồ, như vậy thì ngay khi mình học được cái vụ phổ tai này đó, có phải là pháp không? Mặc dù nó là cái hư, nhưng mà cái hư vẫn là cái chúng ta học. Học cái đừng làm giống như vậy. Cho nên Phật dạy trong kinh đó, mình thấy cái người kia, tại sao không ai chơi với họ, tại sao không ai nói chuyện với họ, mình phát hiện ra tại vì họ là người hay nói móc người khác, tại là người hay chê người khác mà khen mình, tại họ là người dễ nổi giận, tại họ là người hay hỏi người ta, thí dụ người ta nói một câu thì thay vì họ trả lời họ ấy thì họ chất vấn trở lại, đưa Phật đưa ra một lô những cái dở mà tại sao người đó không được người khác thương. Cái mình nhìn ra mình phát hiện xong mình nói, người đó sở dĩ người đó không được người khác thương và nói chuyện vì người đó có những đức tính không dễ thương này. Nếu như mình mà sống y chang như người này thì mình cũng sẽ không được thương như người này. Nhưng ngược lại nhìn qua người kia, tại sao người kia được thương, được quý? Tại vì họ có những đức tính tốt này, như là không tự khen mình chê người, không bao giờ nói những lời cáu kỉnh, không nói những lời móc méo, chỉ trích vân vân. Vì thế mà người này được nhiều người thương quý. Mình nếu học được của người này thì mình cũng sẽ được rất nhiều người thương quý. Cái này có phải pháp không? Cũng là pháp. Như vậy học pháp không có phải là mình mở sách ra mình đọc suốt ngày suốt đêm, cái đó một phần thôi. Pháp đó trong sách vở. Bây giờ có những cái pháp nó đang hiện thực ở ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta, dù là dở hay là hay thì nó vẫn là pháp chúng ta học. Cái đó chúng ta gọi là học pháp. Học pháp rồi chúng ta ứng dụng những gì chúng ta học được thì cái gọi là hành pháp. Như vậy quy y pháp, khi Phật tử quy y đó là quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Nhưng mà quy y pháp không có nghĩa là mình phát nguyện con xin nương tựa pháp, nhưng mà mở bao nhiêu bài giảng ra thôi, chị nghe đi em không có nghe. Mình nương tựa là phải học. Và nương tựa pháp nghĩa là những chân lý lẽ thật, con đường chỉ dẫn cho chúng ta sống.
Có thể con đường đó nó dở, nhưng mà chúng ta học từ những cái kinh nghiệm đó. Tại sao chúng ta làm cái này nó trật? Vì chúng ta chưa biết cách. Nhiều khi trong cái nấu ăn á, chỉ cần chúng ta biết một chút xíu cái nghệ thuật, mình thay dường dùng cái từ là mẹo, là chúng ta làm nó ngon. Nhưng mà chúng ta thiếu cái mẹo đó, chúng ta làm y hệt từ quá trình, nhưng thiếu một chút đó thôi, nó không thành. Cuộc sống cũng vậy. Chúng ta làm rất nhiều, học rất nhiều, biết rất nhiều, nhưng chúng ta chỉ thiếu một cái mẹo thôi, đó là nghệ thuật, hay là uyển chuyển, hay là cái tinh thần mềm mỏng của mình để giải quyết mọi công việc. Cuộc sống này chúng ta đặt ra những nguyên tắc để làm gì? Để đưa mọi thứ nó vào khuôn khổ. Nhưng có trường hợp nó phải du di tùy theo cái hư của nó. Ví dụ nè, nguyên tắc là lấy gạo cho nước nấu ăn, bấm lên là thành cơm. Nhưng khi mà nó cơm nó vừa cạn nước, chúng ta phải dỡ nắp ra và chúng ta xới cơm lên để làm chi? Để coi này, cơm này nó làm sao, sống, nhão hay là khô, vân vân. Nếu khô thì chúng ta thêm nước à, mà lỡ chưa chín thì mình đậy kín nắp lại một hồi cho nó chín. Mà lỡ nó nhiều gạo quá mà cái nồi nó nhỏ quá, nó không đủ nở, thì phải xớt nó ra bớt, để cho cái nồi này bây giờ nó thông thả, nó thở và nó có thể chín cơm được một nồi. Rồi cái dư lại chúng ta làm một cái nồi khác, dù chỉ là một nồi cơm. Thậm chí nấu canh xong rồi, trước khi dọn ra cho khách, mình làm cái gì? Lấy cái muỗng ném miếng. Ném miếng để chi? Để muốn chắc chắn rằng thức ăn này ngon để đãi khách. Dù mình kinh nghiệm nấu rất nhiều, nhưng tất cả món ăn trước khi đem ra đều phải ném một miếng, để có tự tin là món ăn này đã vừa khẩu phần. Có thể là nó mặn lạc do cái người ăn, nhưng đến mình đã sure, mình đã chắc là không đến nỗi. Thì cuộc sống này cũng vậy. Chúng ta muốn nói cái gì, chúng ta muốn làm cái gì, chúng ta phải chỉ cần một giây phút ném thức ăn thôi, tức là thử lại cái lời nói của mình, cái cách hành xử của mình, để chắc ăn rằng nó không đến nỗi tệ. Nhiều khi một cái lời nói đó mình nói ra mà mình có tư duy một chút, thì cái lời nói đó không đến nỗi tác hại. Hoặc là lỡ có tác hại đi nữa, nó cũng không quá tệ như hồi nãy mình nóng nảy mình nói một câu khó nghe. Và cái đó chính là tu tập. Như vậy pháp học là quý vị chỉ nghe thôi, còn pháp hành là gì? Là mình ứng dụng trong cuộc sống. Và cái ứng dụng nó rất quan trọng. Tại vì khi càng ứng dụng càng kinh nghiệm, càng ứng dụng mình càng thấy được đúng là như cái câu chúng ta thường tụng: pháp Phật cao siêu rất nhiệm màu. Nó nhiệm màu ở cái chỗ là chúng ta chỉ cần làm thôi thì mọi việc nó sẽ xảy ra một cách rất nhẹ nhàng, yên ấm. Sở dĩ nó không nhiệm màu là mình chỉ nghe nó cao siêu nhiệm màu mà mình không ứng dụng. Nè, bữa nay nè, gái tôi đi về đó, mọi ngày là tôi chửi rủa nó rồi. Bữa nay nó đi về cái tôi hỏi nó: có ăn cơm chưa con? Tuần lễ đâu nó đâu thèm trả lời tôi. Vậy mà qua tới ngày thứ 8 nó trả lời: dạ con ăn rồi. 7 ngày trước nó không thèm trả lời mình. Nhưng mà tôi học được cái pháp là nhẫn nại với con. Nó cương, mình mềm. Đó là nghệ thuật xử thế. Mình người cứng, mình phải mềm. Kẻ nóng, mình phải nguội. Người kia lửa, mình phải là nước. Nhưng mà nếu người kia lửa, mình là xăng thì nó cũng ra vậy. Ra gì? Ra tro. Nó ra tro. Thành thử ra, tại sao? Phải không? Quý vị thấy nó có những cái pháp mà mình nhìn tưởng như là mình không làm được. Hồi nãy có một Phật tử đạo Chúa gặp Pháp Hòa, nói: thầy, con rất thích nghe giáo lý Phật giáo,
Vì con khi con nghe được, con ứng dụng và con thấy rằng cuộc sống con nó thay đổi lớn dữ lắm. Và con thường nghe người ta nói ngồi thiền để trở về với chính mình. Vậy ngồi sao mới trở về về được với chính mình? Thưa đại chúng, trở về với chính mình có nghĩa là chúng ta trở về nhận diện được một con người của mình đích thật như là mình dở. Phải nhận diện mình dở, mình bị cái phết nào mình biết, để làm chi? Để chỉnh. Thí dụ như mình nóng nảy mà không nhận mình nóng nảy thì làm sao mình chữa cái bệnh nóng nảy của mình? Mình tham, phải nhận là mình tham. Mà nhiều khi á, lúc mình quay về mình nhìn mình thấy mình sao tỉnh lắm, tu lắm. Bây giờ biết mình còn tham không? Đi vô mấy cái buffet biết, chợ trả mấy chục đồng rồi vô lấy thức ăn đó, nhìn mình lấy thức ăn. Có cái này nó không có phải là tội lỗi gì, nhưng mà mình muốn thấy mình thì những cái chỗ nào mà mình có thể thể hiện cái tham mình nó bộc lộ liền. Ví dụ như á, mình ăn buffet mình trả tiền, nguyên tắc là mình ăn tới sáng cũng ai nói hết đó. Nhưng mà có điều là chúng ta nên lấy những gì chúng ta ăn được. Còn cái gì mà chúng ta không ăn được, đừng lấy nhiều, lấy ít thôi. Thử rồi lát mình thích mình trở lại. Nó không bao giờ mà hết. Người ta hết người ta chăm thêm. Nhưng mà nó khổ một cái, mình vô là mình cầm cái dĩa là mình cứ múc, múc quá trời quá đất, giống như đi được con lần vậy đó. Rồi cái mới hai ba muỗng, cái này ghê quá, cái này kỳ quá. Rốt cuộc cái dĩa đó vô rác hết. Riết rồi cái người bán buffet, người ta không cho cái lục đó nữa. Mình được quyền ăn mà mình phí là mình phải trả tiền. Thật ra không tội lỗi gì hết, nhưng nếu muốn thấy được chính mình thì cái lúc đó mình sẽ thấy. Rồi nhiều khi mình ngồi mình ăn cơm, mình đang miệng mình đang nhai mà con mắt mình nó giám sát cái dĩa kia. Cái đùi gà nằm ngay góc đó đó. Con tôm nằm góc này nè, là bắt đầu cái đũa mình đi tới đúng chỗ liền, mình điểm nguyệt đúng liền, mà mình bất chấp trên bàn có bao nhiêu người thì đâu ai nói gì. Nhưng mình quên rằng khi con mắt mình nhìn vô cái dĩa món ăn mà mình thích á, thì bao nhiêu con mắt người ta cũng đang theo dõi cái cách sống, cách ăn của mình. Cái cách ăn nó thể hiện liền mình còn tham hay còn sân hay còn si. Mà thậm chí cái sân của mình á, có những người người ta bộc lộ lên. Thí dụ ta nói chị, tôi nghe ta nói chị dữ lắm phải không? Tôi dữ hồi nào? Con mắt mình trợn lên mà hỏi vậy. Dạ không có, em nói nhầm người. Thì cái đó là gì? Lửa đó là gì? Lửa Phật. Lửa nó nhiều loại mà, lửa Phật. Nhưng mà có những cái lửa nó ngầm ở bên trong á, mình giận tức người đó mình không có nói. Quý vị thấy, xin thưa đại chúng là thỉnh thoảng anh ở đây á, mình thấy có những người mà họ đi vô trong nhà trường á, họ cầm súng họ bắn người này người kia. Những người đó đó, nhiều khi điều tra ra đó là họ bị những cái đàn áp, những cái uất ức, những cái ăn hiếp, rồi họ để trong lòng lâu ngày, cái hận thù nó dồn nén, họ không bộc lộ được. Và một ngày nọ họ quyết định họ thực hiện cái sự trả thù, rửa cái oán hận. Tại vì họ không phải là lửa Phật, họ là một dạng lửa ngầm. Mà cái lửa ngầm nó nguy hiểm lắm, nó phực cháy lúc nào mình không biết. Ví dụ như mình lỡ thắp cây đèn mà nó lung lay, nó gần ấy, nó phật lên là thấy liền. Nhưng mà khổ nổi á, là mình đi ngủ rồi ở dưới này để cái đèn nó đâu đó mình không biết. Hoặc là cái sắp giấy mình để gần cái cây đèn mà nó có thể nó rất là nóng, mở điện cả đêm thì cái sức nóng của cái đèn đó nó có thể nó phực lửa nó cháy, mình không bao giờ ngờ. Vì đâu có ai ngờ là cái bóng đèn mình để sắp cháy nó cháy, mình nghĩ là lửa thôi. Nhưng trên đời này có những trường hợp, một cái chỗ nào nóng quá, em bị một lần rồi. Kỳ đó đi hành hương, đi hành hương xong cái đem cái bộ áo đó, mình nói thôi giặt đi, mình đem cái loại gì mà nó mỏng, nó dễ giặt, để cứ mỗi lần tắm xong cái mình giặt phơi đi hành hương cho nó gọn. Cái bữa đó máng cái áo lên mà áo đó nó may như một cái dải ni lông vậy đó. Em mai xong giặt dắt lên cái phủ trên cái đèn vậy nè, cái mở sáng đem cho cái đèn nó nóng, nó ra nó khô áo đó.
cái nửa đêm sao thấy lửa, trời ơi sáng ra cái áo nó lạm lỗ đó. Thì là một cái ví dụ, thì lửa mà nó phực á, thấy không, hay là lửa, cái lửa mà phực ta kêu lửa sân, mà lửa ngấm ngầm trong kêu lửa hận. Nó hận lâu ngày nó mới phát hiện ra cái lửa đó. Cho nên những người đôi lúc á, người ta nóng nảy, người ta bộc trực vậy đó, nó cũng hư, nó hư chuyện nhiều lắm á. Nhưng mà nhờ vậy mình thấy mình biết. Còn có những người người ta không ra, nó để trong lòng mà một ngày nào đó người ta phát hiện, người ta chịu hết nổi, người ta hành hung, người ta có những thái độ. Cho nên trở về với chính mình nghĩa là mình nhận diện, nhận diện con người mình như thế nào. Mình còn tham, còn sân, còn si, còn nghi ngờ. Ồ, có nhiều người nghi dữ lắm, cái gì họ cũng nghi được hết. Mà thậm chí cái nghi của họ nói ra cái mình thấy khủng hoảng. Trời ơi, sao mà cái nghi gì mà khủng khiếp, tôi chưa nghĩ tới luôn. Nhiều khi mình làm một cái việc đó mà họ nghi tới trời rồi. Tham, sân, si, mạn, nghi. Còn mạn là gì? Mạn là kiêu căng, ngã mạn. Nó có nhiều cách. Nếu người ta bằng mình thì mình đẩy người ta xuống, mình nói không, người đó nhỏ thấp hơn tôi. Còn nếu người ta cao hơn mình kéo xuống, có gì hay bằng tôi thôi. Còn nếu người ta bằng mình thì đẩy người ta xuống, nếu người ta cao hơn mình thì kéo người ta xuống. Thành thử rốt cuộc mình lúc nào cũng là cái người hơn. Thì cái đó gọi là một loại mạng đó. Dở mà không biết mình dở, mà cứ nghĩ là mình hay. Rồi hay rồi tự cao tự đắc với cái hay. Nó nhiều loại lắm. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh đơn giản là ỷ mình đẹp kiêu căng, ỷ mình giàu kiêu căng, ỷ mình thông minh kiêu căng, ỷ mình mạnh khỏe kiêu căng. Thật là có nhiều cái loại như vậy. Nhưng mà cuộc đời này quý vị nghĩ đi, có ai khỏe hoài, có ai đẹp hoài, có ai giỏi hoài, có ai thông minh hoài, có ai giàu hoài. Cho nên tất cả cái đó nó đều nằm trong cái pháp của vô thường. Mình không biết, mình không biết rồi mình cứ tưởng đâu mình sẽ mãi mãi như vậy. Rồi mình sống mình tự cao tự đắc với cái đó. Một ngày nào đó cái vô thường, cái biến đổi nó đến thì chúng ta khổ đau hụt hẫng, và thậm chí chới với mà không ai cứu. Vì vậy cho nên học Phật pháp để biết các pháp. Các pháp vui buồn, suy thịnh, tốt xấu của cuộc đời này, để chúng ta luôn luôn có cái phương pháp chúng ta ứng xử có mặt. Và Pháp Hòa hay dùng cái từ là có Phật pháp là có phương pháp. Vì chúng ta biết được các pháp như vậy, cho nên pháp nào mình cũng sống được với nó hết. Mà sống được với nó thì kêu là Pháp Hòa. Pháp nào mình cũng sống được chứ nó là Pháp Hòa. Mà sống nào mình cũng hòa hợp được gọi là Hòa Pháp. Quý vị hiểu ý, cũng giống như nước lọc. Có thể pha nước trà, có thể pha cà phê, có thể pha nước mắm, có thể pha nước lèo để nấu thức ăn. Nước lọc tuy nó rẻ tiền nhất, ít ai muốn uống nó nhất, nhưng mà cuối cùng trong cơ thể mình, nước lọc vẫn là cần thiết nhất. Tuy nó là cái nước ít ai nghĩ tới, nhưng muốn pha các loại nước khác thì cũng phải nhờ từ chai nước lọc. Đức Phật dạy cũng như thế. Mình muốn làm gì mình làm, nhưng mà cuối cùng không ngoài chân thật của chính mình. Chỉ khi nào chúng ta trở về được chính mình, rõ biết mình rồi, thì pháp nào mình ứng cũng được hết. Pháp nào mình cũng có mặt được hết, như chai nước lọc thôi. Phải không? Mà có chai nước lọc thì trà đậm quá pha miếng vô, cà phê đậm quá pha miếng vô, cái nồi súp tôi ăn, cái tô súp tôi ăn nó mặn quá pha miếng vô. Bình thường đi đâu cũng cầm chai nước lọc, thấy rẻ tiền không ai ngó. Nhưng mà nó là cái pháp có thể hòa được tất cả các thứ nước khác. Chúng ta cũng thế, sống được chân thật với chính mình, trở về được với chính mình. Mình vui, mình buồn, mình tức, mình gì mình biết mình thì mình ứng được. Thí dụ mình biết mình hay tức, thì chỗ nào mà sắp sửa lên cơn tức thì mình lui bước. Mình biết mình hay tham, cho nên á, mọi chỗ nào mà có thức ăn nhiều dễ sanh tâm tham, lấy vừa, lúc nào cũng nhắc mình
lấy vừa đủ ăn. Tết đó, đâu có dám nói với Phật là con tham, chỉ để dĩa trước mặt bàn ông bà tổ tiên cầu vừa đủ xài. Không ai nói tham vừa đủ xài, phải không? Cầu vừa đủ xài. Thì Tết nhất đầu năm mình tuyên bố với tổ tiên, với đất trời, con không cầu gì hết, chỉ cầu dĩa trái cây, cầu vừa đủ xài. Thì lấy cái pháp đó ứng trong cuộc sống của chúng ta. Đó là cái điều Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng ha. Một chai nước lọc, một chai nước lọc pha được các nước, phải không? Nhưng khi nó là nước trà nên nó trở lại nước lọc, khó à, phải không? Cho nên mình là chân thật với chính mình thì mình có thể ứng hợp được với tất cả các pháp trong cuộc sống. Mà học pháp được như vậy, hành pháp được như vậy thì chúng ta là đệ tử của Pháp Vương. Chúng ta hay đọc Pháp Vương Vô Thượng Tôn, phải không? Đức Phật là đấng Pháp Vương. Pháp Vương là gì? Là vua của các pháp mà tối tôn tối thắng trong cuộc đời này. Mình gọi Phật là đấng Pháp Vương, và mình rất tự hào để mình xưng với Phật là Pháp Vương Tử. Phật là vua Pháp, con là đệ tử của vua Pháp, gọi là Pháp Vương Tử. Mà Pháp Vương Tử không phải là mình có gì hay, mà các pháp nào mình cũng rõ với nó, và mình có thể sống nhẹ nhàng với các pháp. Để làm gì? Để chúng ta mang các pháp đến cho tất cả chúng sanh. Vì pháp nào cũng là Phật Pháp. Nếu mình pha vào đó cái ngọt ngào, cái chánh niệm của mình, nấu ăn được hết. Món nào cũng là món ăn, quan trọng biết biến chế, linh động đãi khách. Của không ngon, nhà đông con cũng hết. Pháp nào cũng là Phật Pháp, chỉ quan trọng anh có chánh niệm, anh pha pháp đó vào thì pháp nào cũng là Phật Pháp. Mà đôi khi anh sống trong Phật Pháp mà anh chấp nhất dính mắc với cái Phật Pháp thì anh cũng không thể nào hạnh phúc được với cái pháp mà anh đang có. Thí dụ nè, Pháp Hòa tu thiền, ví dụ vậy đi, thích ngồi thiền. Nhưng bữa nay có một Phật tử vô chùa, người ta đang hữu sự, người ta đang bệnh hoạn, người ta có người thân mất, vân vân, xin mình: thầy ơi, con bệnh quá, thầy cho con ghi tên cầu an được không? Ai mà cầu cho bà mà an, ở đây tu thiền. Thì mình nói đâu có sai, nhưng mình đã bỏ đi một cơ hội độ sanh. Như vậy thiền là gì? Thiền là tỉnh giác. Tỉnh giác biết người chúng sanh nào đang cần mình, và cần lúc nào mình giúp cho người ta đúng việc. Tu thiền như vậy mới gọi là tu thiền. Chứ phải nói không, tôi tu thiền, lên đây ngồi thiền với tôi thì tôi ngồi chung. Còn nếu nhờ khác không phải. Thiền là tỉnh, mà tỉnh thì phải biết ai bệnh gì, bắt mạch cho tòa, tùy theo căn bệnh của chúng sanh. Thưa đại chúng, có nhiều bác Phật tử đâu có bệnh gì đâu, không có bệnh gì hết á. Nhưng mà tâm lý người già, thấy ai uống thuốc phải uống theo. Cả ngày không bệnh nha, mà cuối tuần đi chùa về là bệnh tùm lum hết. Biết sao, ngồi chung nói chuyện với mấy bà bạn á: con sao má nhức mình quá, tại bà kia bả than bả nhức chân. Rồi cái tự nhiên mình nghe cái mình cũng tâm lý, sáng nào cũng phải uống thuốc. Pháp Hòa nói mua cho ông bình thuốc bổ, sáng nào cũng phát viên rồi má uống thuốc rồi đó. Tâm lý của chúng sanh. Cho nên cái người tu tập á, không có phải anh tu pháp gì rồi anh không biết pháp kia. Anh tu pháp này mà anh linh động với các pháp thì anh mới là người biết pháp. Biết nấu ăn không? Tôi chỉ nấu cà ri thôi. Người biết nấu ăn không nói vậy. Món độc chiêu của tôi là cà ri, nhưng mà món nào tôi cũng biết nấu. Anh nấu tôi góp ý góp lời để cho cái món của anh có mặt. Chứ làm sao mà không biết nấu? Cái quan trọng là mình biết nấu ăn thì người ta hỏi mình nói được hết các cách. Anh là người biết pháp thì không biết, không có pháp nào mà anh chê khen gì hết. Mà mỗi người tới với anh, một bác sĩ không bao giờ tuyên bố: bác nhức đầu hả, để tôi lấy thuốc nhức chân cho uống. Người nhức chân cho thuốc nhức chân, người nhức đầu cho thuốc nhức đầu, mà thậm chí gia giảm cái liều thuốc. Quan trọng là mình phải nói chuyện với bệnh nhân. Có nhiều người ta bệnh thân thì ít, bệnh tâm lý thì nhiều.
À, có nhiều người á, là bệnh thân cũng nhiều, bệnh tâm cũng nhiều, cho nên bác sĩ linh động. Cho nên một bác sĩ chữa thân bệnh đôi lúc cũng còn ngồi nói chuyện với bệnh nhân, để làm cho bệnh nhân đó cái tâm lý bệnh họ nó giảm xuống, vì các bác sĩ đó có đủ từ bi và trí tuệ. Chúng ta ráng được cái đó để ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình. A Di Đà Phật. Quý vị mệt chưa? Giờ trả lời câu hỏi được không? Con chào thầy. Một số người coi trắng là màu tang tóc, đen là màu xui xẻo, từ đó mà sanh ra kiên kỵ. Xin thầy giải đáp từ góc nhìn Phật Pháp. Nếu mà người nào coi màu trắng là màu tan, màu đen là màu xui, thì thôi cho vị này mặc màu vàng. Dám màu vàng nữa, màu thầy chùa lắm rồi. Thưa đại chúng á, thật ra màu sắc nó là một biểu tượng mà do mình định nó, chứ không, nó bản thân nó không hề tuyên bố nó là màu xui hay màu hên. Nhưng mà bởi vì trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta lấy âm thanh sắc tướng làm biểu lộ cho cuộc sống, thì buộc lòng chúng ta phải có một số nguyên tắc. Hoa hồng chưa bao giờ tuyên bố với cuộc đời này tôi là hoa tình yêu. Nó đâu có tuyên bố. Nhưng mà tại vì chúng ta lấy cái hoa hồng làm biểu tượng để tặng cho người yêu, cho nên mỗi lần có tình yêu thì chúng ta tặng hoa hồng, chứ nó đâu có tuyên bố gì đâu. Thì màu trắng cũng vậy. Nhưng mà thật sự tại sao ông bà chúng ta dùng cái màu trắng trong tang lễ? Hoàn toàn không có xui nha. Mà màu trắng đó tượng trưng cho trong sạch, tinh khiết. Cho nên để tang, để màu trắng để chúc nguyện cho người mất sớm sạch nghiệp để vãng sanh. Như vậy nó xui không? Không. Người cư sĩ của đạo Phật, đúng ra tất cả chúng ta phải mặc màu trắng hết. Tại vì trong kinh gọi cư sĩ đệ tử Phật là bạch y cư sĩ. Nhưng mà tại vì đạo Phật đi qua đến các nước phương Đông như là Việt Nam, như Trung Quốc, thì chúng ta có những cái màu nó đi với quốc gia, với dân tộc của mình. Người dân tộc Việt Nam thường á, quý vị thấy người ta mặc màu nâu, tròn cái khăn nâu, quý vị gọi họ là gì? Một người nông dân chân chất, sống bằng tay chân, làm lúa ruộng để sống. Như vậy nhìn một cái người mặc bộ đồ nâu thì trong đầu mình khởi liền một nông dân chân chất, phải không? Cho nên Việt Nam mình lấy màu nâu cho các thầy trong chùa mặc màu nâu để biểu lộ người tu là người chân chất, thanh đạm nhẹ nhàng. Đất nó hai màu, đất non thì màu gì? Đất non màu gì? Màu xám. Đất già là màu nâu. Như vậy Phật tử tại gia mặc màu gì? Vậy thì màu xám đó là màu gì? Màu đất, tượng trưng cho mình mới tu. Còn các thầy mặc màu nâu là lưu tâu. Lưu tâu là tiếng Quảng, tu lâu là tiếng Việt. Đây là màu đất, kia cũng là màu đất, nhưng mà đất non và đất già. Và tại sao lấy đất? Vì đất là biểu tượng của nhẫn nhục. Người ta đổ xuống cho mình nước dơ, đất cũng nhận. Đổ xuống nước sạch, đất cũng nhận. Người tu, người sống trên đời này, chuyện khen chê là chuyện bình thường. Người ta thích thì người ta khen, người ta không thích thì người ta chê. Người hạp nó chửi cũng thấy nó nói hay nữa. Còn người không hạp nói rỉ rả vô duyên quá. Mình không thích người đó rồi á, họ nói cái gì ra mình cũng thấy họ vô duyên. Mà mình thích họ rồi, họ nói cái gì ra mình cũng thấy họ có duyên và dễ thương. Cuộc sống này khen chê là chuyện bình thường. Mình phải tôi luyện mình
như một mảnh đất chấp nhận tất cả. Nhưng mà chấp nhận không phải để khổ đau. Cho nên đất á, nếu mà đất mà dung nước mà không tiêu thụ thì nước ngập lụt. Nhưng mà nếu tiêu thụ được, chuyển hóa được thì nước bốc hơi và đất vẫn màu mỡ như vậy. Nước mà thấm vô đất, đất mềm mại màu mỡ. Người tu mà đủ tất cả những chất liệu, nhẫn nại thì cái đất tâm của họ mềm mại, nhu nhuyến, màu mỡ và đưa đến cái sự tu tập an lạc, thanh tịnh, vững chãi, kiên trì. Như vậy người xưa đã quy định cái màu trắng cho tang lễ để chúc nguyện cho người chết sạch nghiệp. Ở phương Tây đám cưới mặc màu gì? Màu trắng. Vậy thì tại sao gọi là màu trắng? Là màu xui, màu tang tóc. Màu trắng mà phương Tây có nhiều cái đám cưới họ lấy cái thon trắng toàn bộ, hoa trắng, đèn cầy trắng, cô dâu chú rể mặc áo trắng, và thậm chí dâu phụ rể phụ đứng hai bên màu trắng hết, trải bàn màu trắng hết, tinh khiết trong sạch. Cho nên màu trắng đâu có tang tóc gì đâu. Màu đen phương Tây họ dùng. Những cái chỗ nào mà cần nói lên sự chia sẻ, mất mát, tan chế, họ mặc màu đen để biểu lộ, để biểu lộ một cái hình ảnh, một cái tâm niệm là chia sẻ cái sự buồn đau với một người nào đó. Đó là màu sắc để biểu lộ thôi. Tóc màu gì? Xui không? Không, xui sao không cạo đi. Tóc đen sao? Thích tóc đen mà lại sợ màu đen? Impossible. Như vậy màu đen không hề là màu xui. Tóc mà có bạc một chút đi nhuộm cho nó đen. Mà ai mà khen trời ơi tóc mượt mà đen nhánh vậy hả chị? Khoái quá trời. Vậy mà tại sao sợ màu đen? Không có gì phải sợ cả. Vậy quý vị còn sợ màu đen không? Không. Sợ màu trắng không? Trái cây á, chín đỏ mới ăn. Tại sao sợ màu đỏ? Phải không? Hoa, áo, mặc màu vàng, màu nào cũng đẹp. Màu nào cũng đẹp. Chỉ có quan trọng là mình biết yêu quý màu và trưng diện hay không thôi. Đám tang của người ta mà mặc nguyên cái áo bông Hawaii vô. Mình là người có văn hóa. Và văn hóa là đẹp. Mặc một bộ đồ vô giữ một cái lễ, người ta biết mình, chị này, anh này rất biết lễ. Không cần nói nhiều, ăn mặc của mình thôi. Cho nên thật sự mà nói, quý Phật tử đi chùa, quý vị muốn mặc gì đó là quyền của quý vị, không ai có quyền nói gì cả. Nhưng quần áo của mình mặc vô lễ tôn nghiêm, người ta nhìn để người ta biết mình có biết đi đâu không. Sáng ra hỏi đâu, em chuẩn bị đi chùa mà mặc cái áo nó sát lên tới đây. Mình bước vô chùa không ai dám nói gì mình, nhưng tự thể người ta nhìn mình, chị này không biết ăn mặc, chỗ mặc cái này là đi ra ngoài cái công viên bãi biển, còn đi chùa phải mặc ra nó tôn nghiêm. Mặc dù Phật không trách, mặc dù cái lễ là mình bước vô chùa là thiện rồi, là tốt rồi, nhưng nếu cái đó nó được 50%, nhưng nếu mình ăn mặc một bộ đồ nó trang nghiêm nữa, mình sẽ được trọn vẹn. Vậy thì chúng ta mặc cái gì cũng không sao, và chúng ta làm gì chúng ta cũng cầu nguyện cho chúng ta làm sao trọn vẹn và mỹ mãn. Mỹ là đẹp, mỹ là đẹp, mãn là tròn đầy. Thì hãy để cho cái đẹp mình trọn vẹn, tâm nguyện biết đi chùa lễ Phật cho trang nghiêm, thì hãy mặc thêm một cái áo nữa, mặc một bộ đồ đó cho nó tươm tất, để người ta nhìn mình mỹ mãn trọn vẹn. Mình nấu ăn ra, miễn tôi nấu ngon được rồi. Nhưng nếu chúng ta để trong một cái dĩa nó mẻ, múc thức ăn ra mà nó dính trên dĩa không chùi, tại sao chúng ta phải chùi cái vành dĩa? Tại sao chúng ta phải để một cọng ngò? Mình tại sao mình xào rau phải đủ? Nếu mà rau xanh không, phải thêm chút cà rốt, ớt đỏ, để nhìn cái dĩa thức ăn nó có màu sắc.
cái mặt mình cũng vậy, sáng cũng quánh đủ màu lên hết trơn. Thấy không? Mà chỗ này màu xanh, chỗ này màu đen, có đôi lúc chỗ này đậm tím ngắt cái trơn, nhìn đẹp. Mặt mình cũng phải có màu sắc, thì cuộc sống này nó cũng phải có màu sắc. Như vậy thì chúng ta trên nguyên tắc mình đi chùa là tốt rồi, không có sao hết, rất tốt. Nhưng nếu mình đã quy định đi chùa, nên tìm một cái áo, cái quần nào mặc cho nó trang nghiêm nữa, để chúng ta trọn vẹn. Người ta nhìn mình ta biết anh này đi chùa và biết ăn mặc của đi chùa. Đi vô cái đám cưới của người ta mà mặc cái quần xà lõn, cái áo ba lỗ, hỏi đâu đây? Đi đám cưới. Người ta dẫn tiếp mình thôi, người ta đâu có quyền đuổi mình, tại ta gửi thiệp mời mà. Nhưng vào cái bàn tiệc, người ta sẽ quánh giá. Mà rốt cuộc không có giá gì để quánh hết. 5 đồng cũng được, 10 đồng cũng được. Chỉ cái nhìn ăn mặc, phải không? Cho nên cái ăn mặc là văn hóa. Nói chuyện là văn hóa. Người Việt mình kỹ lắm. Nói chuyện với bác, xưng khác. Nói chuyện với người nào, cô, chú, dì, dượng. Mình không có giống tiếng Mỹ, auntie là xong. Còn mình là cô, chú, dì, bác gì lung tung. Nhưng mà chữ nghĩa nó như vậy. Cho nên á, chữ nghĩa ăn mặc trang trí nó biểu lộ cái văn hóa. Vì văn hóa là nét đẹp. Mà nét đẹp thì nó không chỉ nằm trong sách vở, nó nằm trên ngôn từ, trong ăn mặc. Ăn mặc như thế nào để người ta thấy được cái nét đẹp của mình, từ bên trong lẫn bên ngoài. Chứ còn nguyên tắc thì anh làm gì cũng không sao hết á. Đó, được hết á, chấp nhận hết á. Nhưng mình hãy thể hiện. Cho nên quý vị đừng sợ màu đen, màu trắng gì cả. Mà quan trọng cái màu đó mình ứng dụng đúng lúc. Ví dụ á, thí dụ như mình trang trí trên bàn Phật, thì người ta cũng lựa màu đó đi với nhau. Tại vì mình đã cố cắm hoa thì mình sẽ làm một bình hoa cho nó đẹp. Chứ Phật không có đòi hỏi gì mình hết. Rồi một cái ngôi chùa mình cũng vậy, mình trang trí như thế nào để nhìn vô nó có cái nét thanh thoát, trang nghiêm. Thí dụ tượng Phật á, người ta hay lấy chuỗi người ta đeo cho Phật á, mai chuỗi vàng, mốt chuỗi đỏ gì đó. Phật không có đeo chuỗi. Rồi mai mấy cái áo tròn, có nhiều khi Pháp Hòa thấy có nhiều chùa Quan Âm đứng khoác cái áo giống như là cái tuồng Trong Giây Phút Chia Tay. Trao áo rồi cho mặc. Cái đó tự mình phát tâm mình cúng thôi, chứ còn đúng tượng Phật mình trong chùa không có mấy cái đó. Thì mình để vô cũng chẳng sao, nhưng ta nhìn nó cái này sao hơi giống cái miễu mà. Đại khái vậy. Phật là mình thờ cho trang nghiêm. Hết giờ rồi hả? Chuông báo hết giờ phải không? Rồi câu hỏi kế nha. Giờ mình còn giờ không? Rồi bây giờ Pháp Hòa xin đọc câu hỏi kế. Kính thưa thầy Pháp Hòa, con không biết con có căn quả nghiệp gì mà con bị người âm theo phá con 17 năm mất ngủ. Xin thầy giải đáp dùm con. Sao biết người âm theo 17 năm? Biết đâu người dương phá. Người âm, người dương phá mình còn khổ hơn người âm nữa. Thật ra đôi khi mình bị một cái gì đó cũng dễ thông cảm là mình bị một cái gì thì mình hay suy nghĩ. Cái điều này Pháp Hòa không dám xác định ha. Nếu mà cô có đây thì có thể hôm nào Pháp Hòa gặp cô thì nói chuyện trực tiếp thì nó dễ hơn. Tại cái này trả lời mà không đúng cái thành ra mê tín. Phải không? Mà không biết mà nói thì không được. Cho nên muốn biết cô người âm hay không, lát gặp người dương. Để người dương rà coi cô bao nhiêu âm. Khi chưa học đạo, thấy núi sông là núi sông. Khi học đạo, thấy núi sông thiên biến vạn hóa.
Khi đắc đạo, núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Vậy hàm ý của câu này có ý nghĩa như thế nào? Hiểu không? Có một người đó khi chưa tu, chưa biết gì hết, họ thấy núi sông là núi sông. Nhưng khi họ học đạo, họ hiểu biết rồi, thì bây giờ họ thấy núi sông không là núi sông. Rồi cái họ tu một thời gian, cái bây giờ họ thấy núi sông là núi sông. Confused quá. Tu mà nếu không khác như vậy là bắt đầu hơi lửng lửng rồi. Tu bắt đầu đổi. Dạ thưa, cái câu này nó ý nghĩa như thế này. Đây là ba cái trạng thái của cái người, của con người chúng ta trong cuộc sống. Khi mình chưa biết đạo, mình thấy cái mỏ là cái mỏ, thấy cái chuông là cái chuông, thấy cúng nhang là biết cúng nhang, thấy cúng đèn là biết cúng đèn, cũng giống như người thấy núi sông là núi sông. Không hề có một cái tư duy, không hề có một phán xét, không hề có một suy nghĩ gì hết. Đơn thuần của một cái người sống bình thường, núi sông là núi sông, chuông là chuông, mỏ là mỏ, nhang là nhang, đèn là đèn, phải không? Rồi, mà cái trạng thái này á thì dễ lắm, ai nói gì nói, không kể, không khen, không chê gì hết, tại có biết gì đâu nói, không biết gì hết. Rồi bắt đầu đi vô chùa học một thời gian cái bắt đầu biết nha. Nhang là tượng trưng cho giới, đèn là tượng trưng cho tuệ, mỏ là tượng trưng cho con cá tỉnh thức, chuông là tỉnh thức, biết hết. Bắt đầu đi ra chánh điện chỉ chỏ sai, làm này không đúng. Bắt đầu trạng thái của người học đạo không thấy núi sông là núi sông nữa. Của trạng thái của những người biết học Phật pháp một chút rồi bắt đầu đi ra thấy ai cũng sai, chỉ con mình đúng. Bà đó, bà không biết gì hết á. Bà vô chùa, bà đứng khi giữa, bà lại Phật, bà đâu có biết chỗ đó là chỗ của trụ trì. Trời ơi, rồi ai trong chùa cũng bị mình hết á. Người nào vô cũng bị mình gõ hết á. Tại vì ai cũng trật hết, con mình trúng mà. Vậy có phải mình không thấy núi sông là núi sông không? Hồi trước vậy mà bình an nha, không biết ức giáp gì hết trơn á, thì vô ai nói gì cũng được hết, ngồi nghe thôi. Cũng giống như người mà mới vô á, dạ con không biết gì hết á, mấy bác sai con gì con làm nấy. Tới hồi biết rồi, bà làm này cho tôi nghe không, 5 phút nữa tôi tới. Đấy. Cũng giống như cái trạng thái mà cái người học đạo mà hiểu biết một chút rồi á, nhưng mà không có tư duy, không có tu tập. Cái tâm của mình nó bị gì? Nó bị chi phối, bị khen chê, bị cao thấp, bị hay dở, nó xen vào. Cho nên mình ngồi mình phân biệt đủ thứ hết. Thấy không xong là bắt đầu ngồi phân tích. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, rồi ôi nói đủ thứ hết. Tu chập rồi, thấu rõ được các pháp rồi, bây giờ cái trạng thái thứ ba này mà trạng thái sâu sắc. Thấy núi là núi, sông là sông. Nhưng núi sông lúc này không bằng, không phải núi sông của cái lúc một. Lúc một là vô tư, còn này là bắt đầu bị trầm tư. Không. Nhưng mà cái cuối cùng là gì biết không? Trạng thái của người tỉnh, người tỉnh thức. Người đó dở, biết người đó dở và tìm phương giúp đỡ mà không khen chê, không dị nghị, không kỳ thị. Biết tất cả mà không có còn khen chê nữa. Thí dụ mình chưa biết tu, ăn mình còn khen chê dữ lắm. Nhưng khi biết tu rồi á, thì mình trân quý cái công cực của người ta nhiều hơn là sự ngon dở của mỗi người. Chừng đó mình vẫn ăn, vẫn biết món này mặn, nhưng lấy miếng chanh vắt vào để giảm cái mặn, pha chút nước để giảm mặn mà không la làng lên. Nấu dở như vậy mà nấu hoài. Hồi trước là vậy đó, hồi trạng thái khoảng giữa là vậy đó. Bây giờ người trạng thái thứ ba là tu hành sâu sắc rồi, mặn, biết mặn và nhẹ nhàng tìm cách chữa mặn theo cái khẩu vị của mình mà không khen chê, mà biết appreciate, biết trân quý công sức người ta nhiều hơn là sự ngon dở. Cái này nó lạc
thì tự mình thêm muối thêm nước tương, biết rất rõ mọi vấn đề đang xảy ra và tìm mọi phương pháp để mà chúng ta điều chỉnh. Sẵn đây Pháp Hòa cũng thưa, chúng ta sống trong một ngôi chùa cũng thế, nếu chúng ta thờ ơ mặc kệ ai làm gì làm thì mình giống như thấy núi sông là núi sông, không quan tâm gì hết. Rồi đến trạng thái thứ hai thì mình nói nhiều quá, ai mình cũng nói, người nào mình cũng chê, thế này thế kia, rốt cuộc cái tinh thần xây dựng cho đạo tràng không có. Và chúng ta vô chúng ta toàn là khen chê mà không có cái tâm xây dựng. Đến trạng thái thứ ba mình hiểu rồi, hiểu tất cả các pháp đều cần chúng ta gia vào, dù cái pháp đó nó dở nhưng nếu có tâm thì nó từ từ nó sẽ hay. Khi thấy con mình dở, bỏ mặc nó, kệ nó, không quan tâm thì nó là trạng thái thứ nhất mà. Rồi về nhà dèm pha đó, mày thấy con người ta không, đi học về lãnh bằng còn mày không ra gì hết, thì cái trạng thái thứ hai nè, đem con mình so sánh với con người khác mà không hề biết tìm cách giúp con mình. Trạng thái thứ ba biết rất rõ, và với tất cả tình thương và tuệ giác của người cha người mẹ tìm cách nâng đỡ con mình, và không chê khen mà biết cái duyên phước nghiệp của nó để chúng ta tìm cách. Nghiệp của nó một phần, mình thiếu phước một phần chứ đừng đổ của nó không đó. Mình làm cha mẹ mình cũng có cái cộng nghiệp của nó. Nó thiếu thông minh, nó dở thì nó cũng làm cho mình không vui, vậy thì mình cũng bị thiếu phước vậy. Vậy thì nếu mà mình là người tu có hiểu biết thì giúp con mình chuyển hóa, một phần lo tu tập tạo phước lành để hồi hướng cho con. Và cái cách sống của mình mỗi ngày rất quan trọng để lèo lái đứa con, dẫn dắt đứa con cho nó đi đến con đường mà mình mong mỏi. Dù không được tốt nhiều nhưng ít ra nó không tệ như trước kia. Người này là người bây giờ thấy núi sông là núi sông, mà nghĩa là núi là núi, sông là sông, không khởi tâm chia rẽ phân biệt và nhận núi sông một cách nhẹ nhàng. Con mình dở, biết rõ con mình dở và tìm cách giúp đỡ con mình. Chồng mình nóng nảy, biết rõ chồng mình nóng nảy và mình đừng có nóng nảy theo với ổng và tìm cách nhẹ nhàng để calm down, một phần vì ổng, một phần vì mình, một phần vì con. Nếu hai vợ chồng mày gây gổ thì con mình nó khổ, nó phải chỉ nghe những lời của hai người mà mình nói xong rồi mình cũng đau lòng. Ổng nóng ổng nói những lời mình sẽ đau lòng và cứ như thế khổ đau chồng chất. Cho nên cái câu này á, nó là ba trạng thái của người hiểu đạo. Người chưa hiểu thì thờ ơ, hiểu chút chút thì sao, phân biệt đủ thứ, pháp môn này pháp môn kia đó. Mình giờ cũng giống như vậy đó, tu thiền chê tu tịnh, tịnh chê thiền, rốt cuộc rồi hỏi là anh làm gì vậy, tu tu mà sao anh không thấy được pháp tu mình khen chê không vậy. Đến khi sâu lắng rồi thì sao, ồ mỗi người có mỗi duyên, ai hợp với thiền tu thiền, ai hợp niệm Phật thì niệm Phật. Mục đích của thiền của tịnh của mật không ngoài định được cái tâm, chấn giữ được tham sân si. Mình muốn cho người ta theo pháp mình là tham, mà người ta không theo mình tức giận là sân, mà rốt cuộc tu càng tu sân si không, thiền não không. Mỗi người mỗi kiểu, sao mình muốn được, mình muốn con mình thông minh mà trong khi đó nó không có thông minh như vậy thì làm sao được. Chi bằng mình nhận cái thông minh tương đối của nó để mình vui vẻ với con mình mà giúp đỡ con mình nó hay hơn không. Nhìn nhà hàng xóm có bạc triệu mà cứ gây gổ với nhà mình bạc trăm, trong đó tiền lương mình vừa chừng, thì mình sống vào cái vừa chừng của mình thì mình đỡ hơn không. Cho nên ba trạng thái của tâm, làm sao cái tâm của mình đến cái trạng thái thứ ba là cái gì nhận biết cái đó và không so sánh, không thêm thắt. Hiểu được chỗ này không?
Thưa Thầy, có người kỵ ăn gà vì tuổi gà, kỵ ăn heo vì tuổi heo, tuổi trâu thì không ăn trâu, tuổi rồng thì không ăn lương. Con cho là vô lý. Xin Thầy giải đáp. Dạ em không hiểu gì hết, đáp gì? Em đâu có tuổi tàu hũ. Em cũng có tuổi con cọp mà em vẫn phải ăn đậu hũ mà. Cái này là một cái suy nghĩ của mình, nó không có chân lý gì hết. Nhưng nếu ở cái mặt tương đối thì cũng có thể chấp nhận, cũng sao. Ví dụ giờ người đó kỵ ăn gà thì con gà nó đỡ, người nào kỵ ăn heo thì con heo nó đỡ. Thôi mình cứ nghĩ đơn giản là tương đối ha, nhưng mà họ không có chân lý gì hết. Anh 12 tuổi, rồi bây giờ thí dụ như 12 tuổi không có tuổi con cá, phải không? Rồi bây giờ con rồng ở đâu đây mà ăn tuổi rồng? Thế giới này ai ăn khỉ mà kêu tuổi khỉ, khỏi ăn khỉ. Vậy mấy người này lời, con gì cũng ăn. Thì mình suy nghĩ thôi, tất cả các pháp đều do mình suy diễn ra hết, phải không? Cái gì cũng do mình suy diễn thôi, không có gì chân lý hết á. Chân lý là gì? Khi mình xử việc đúng lúc, đúng người, đúng việc là chân lý. Xin Thầy cho chúng con biết về lục hòa. Những Phật tử không lục hòa có bị mất phước đức không? Lục hòa ở chánh điện, còn ở nhà bếp có cần lục hòa không? Ở nhà bếp thì lục hòa, xuống bếp thì lục tổ. Không có lục tổ đâu có cơm ăn. Thưa đại chúng, trước hết á, lục hòa là gì? Lục hòa là sáu phép hòa kính. Đối với thân thì chúng ta phải chia sẻ chỗ ở thì gọi là thân hòa đồng trụ. Ví dụ hôm nay bác nào lớn tuổi cần ghế ngồi, mình nhường ghế cho quý bác. Trống thì mình lên ngồi. Nhưng thấy một bác nào lớn tuổi bước vào, hay một cô đang mang thai, mình nhường cái ghế cho quý vị đó ngồi, thì gọi là lục hòa. Đó là thân hòa đồng trụ. Nói về cái hòa của thân thì chúng ta chia sẻ với nhau chỗ ở, gọi là thân hòa đồng trụ. Đồng chỗ ở với nhau, đồng ở một chỗ phải chia sẻ. Điều thứ hai, thân là phải không? Và tới khẩu. Pháp Hòa chỉ cái cách cho dễ nhớ. Thân thì phải tới khẩu, thì gọi là khẩu hòa vô tranh. Khi nói chuyện với nhau chúng ta không tranh cãi, mà chúng ta có cái lời nói hòa hợp với nhau để chúng ta chia sẻ. Thân thì tới khẩu, mà hãy nói chuyện thì phải hòa lời nói, gọi là khẩu hòa vô tranh. Thân khẩu rồi tới gì? Ý. Thì bây giờ nhớ ý là gì? Ý hòa đồng duyệt. Nghĩa là chúng ta hãy nên làm vui vẻ cho nhau bằng cái tâm ý của mình, bằng cái cách tư duy của mình, để cho mọi người vui vẻ và duyệt xét với nhau những cái ý mà chúng ta có được. Thân khẩu ý, dễ nhớ không? Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt. Ý thì phải kiến, cho nên ý kiến, kiến là cái thấy. Thì kiến hòa đồng giải, những cái gì chúng ta thấy chúng ta nên đem ra, chúng ta giảng giải với nhau để cho mọi người cùng hiểu. Pháp Hòa ví dụ nha. Thí dụ như bây giờ mình quyết định để cái bàn ở đây để cho quý thầy giảng, nhưng mình cảm thấy để đây quay phim chụp hình không được, hay là đại chúng không thấy đầy đủ, thì mình đưa cái ý kiến mình ra và mình giải thích tại sao cái bàn này được dời đi, để mọi người, cái người nào mà đã set up cái bàn chỗ này, người ta không có upset vì người ta đã set up. Người ta đã set up mà mình dọn của người ta, người ta upset. Đúng không? Cuộc sống mà. Bây giờ anh muốn dời cái của người ta thì anh đem cái ý kiến ra anh giảng giải, rồi mọi người đồng ý chung. Nhưng mà dù cho người ta không đồng ý, mình cũng không có gì buồn, tại vì mình, ý của mình là ý của một con kiến, cho nên kêu ý kiến. Ý kiến thì ý của một con kiến thôi, nghe cũng được, không nghe cũng không sao, không có gì buồn hết. Nhưng mà cái nghĩa là
cái kiến hòa đồng giải là cái thấy của mình, nên nói ra cho mọi người hiểu. Giải là giải bài, để cho mọi người hiểu và không có phiền não. Muốn làm việc gì ở trong một cái chỗ chung, đừng tự ý làm mà không đem ra thông báo. Nhiều cái người khác người ta vô người ta không hiểu thì người ta giận tức lên, thì lại bắt đầu bất hòa. Cho nên cái gì mình thấy mình muốn giải quyết thì nên đem ra chia sẻ để mọi người hiểu được cái ý mình, gọi là kiến hòa đồng giải. Thân khẩu ý kiến, mấy cái rồi? Thân khẩu ý kiến, bốn là phải không? Cái thứ năm là giới hòa đồng tu, nghĩa là chúng ta sống chung một đạo tràng, chúng ta cùng một cái môi trường sống tu tập với nhau, thì những cái gì trong phạm vi Phật pháp, trong phạm vi mà sinh hoạt của mình, mình nên nhắc nhở nhau. Pháp Hòa ví dụ, cái quy luật của chánh điện không cho mình mang giày dép vào chánh điện. Những ai đó mang vào trong chánh điện, nhất là những khi trời tuyết dơ, thì chúng ta nhẹ nhàng nhắc nhở. Chúng ta không sỉ vả người ta vì có thể người ta không biết, đôi khi người ta quên nữa. Có nhiều người biết mà quên. Thì cái tu tập của chúng ta là ai vi phạm cái gì đó, dù luật giới hay là dù cái nội quy, chúng ta nhắc nhở. Rồi mình nhắc nhở đó để gọi là giới hòa, mình chung với nhau mà. Thí dụ ha, đi vào cái khóa tu, khi ăn cơm không nói chuyện, ăn cơm phải giữ im lặng, thì mình nói chuyện, thì cái vị Phật tử kia nhắc: chị ơi chị, mình ăn cơm mình tập không có nói chuyện, mình chắp tay mình cảm ơn, không có nổi sân. Ví dụ mình nổi sân lên, mình nói bà không thích nói, bà đi chỗ khác. Thí dụ vậy, thì mình bắt đầu mình làm cho cái cộng đồng của mình nó phiền não lên. Người ta mà cái người nhắc cũng phải học ái ngữ, học cái hòa, cái thứ hai là khẩu hòa đó. Theo mình: thưa chị ơi chị, xin mấy chị mình thực tập im lặng trong khi mình ăn cơm, tại vì mình đang trong khóa tu quý thầy nhắc. Đó là mình nhắc nhở gọi là giới hòa. Còn nếu mình ngược lại: chị có biết chị đang ở đâu không? Chị có biết chị đang ở trong khóa tu không? Chị có học luật giới chưa? Chị có sợ tổn phước không? Chị có sợ tội không? Mình nói cái cách mà người ta nghe người ta không có dễ dịu, là do cái thứ hai mình không thực tập là khẩu hòa vô tranh, mà vô giới hòa mình không đồng giải, thì mình làm cho người ta bực bội. Cho nên giới hòa đồng tu là nhắc nhở với nhau. Đi ngủ trong một khóa tu, người ta nói chuyện: A Di Đà Phật, thôi em thỉnh mấy chị mình chỉ tịnh nha, tại vì mình giữ gìn cho nhau để mai còn có sức khỏe để tu tập. Mấy bà nhiều chuyện quá, nói nhiều quá, nín đi. Rồi là có chuyện liền, phải không? Thành thử cái cách nói của mình á, nhiều khi á, cái cách nói nó còn quan trọng hơn điều chúng ta muốn nói nữa kìa. Quý vị để ý cái chỗ đó, cái cách nói quan trọng hơn điều muốn nói. Nhiều khi cái điều muốn nói rất đơn giản: xin nghỉ ngơi, mà nói làm sao hồi người ta không ngơi nghỉ, ta nghe xong ta tức nguyên đêm. Bả là cái gì, bả la tôi, là bắt đầu có chuyện đó. Cho nên giới hòa đồng tu. Rồi cái thứ sáu nè, lợi hòa đồng quân. Những cái lợi lộc gì chúng ta chia sẻ. Chữ lợi đây có nghĩa là danh lợi gì ha. Cái chữ lợi đây là có những cái phần. Ví dụ người ta mang một cái bao cái bánh xuống cúng cho chùa, thì mình mang cái bánh đó mình chia sẻ hết cho mọi người. Trước hết, nếu ít thì mình chia sẻ cho những người trong bếp cực nhọc nấu ăn, hay là mình đặc biệt cho một các em nhỏ. Nói chung là không đủ chia, nhưng mình chia không lấy của mình. Không không không, cái bánh này nó ngon lắm, để dành lát cháo tôi vô ăn. Thì cái này không, cái này là chung, nhưng mình không có làm cái chung. Như vậy thì lục hòa, tức là sáu cái phương pháp để chúng ta sống hòa thuận với nhau. Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân. Sáu cái đó là sáu cái phép mà Đức Phật đã quy định
từ khi Đức Phật còn tại thế, chứ không phải mới có. Do Chư Tăng ở trong chùa gây lộn với nhau, Phật không khuyên được, Phật mới đi vào rừng Phật ở. Các Phật tử vô chùa hỏi Đức Thế Tôn đâu rồi các thầy, thì các thầy mới nói dạ Đức Thế Tôn đi vô rừng ở rồi. Thì mấy bà mấy ông cư sĩ mà điều tra ra tại sao Phật vô rừng, thì mới biết rằng các thầy sống trong chùa mà không hòa thuận với nhau, gây gỗ với nhau, để Đức Phật không can gián được mà Phật phải bỏ đi vào rừng, cúp lương hết, đừng thèm đóng tiền cho mấy ông đóng tiền điện gì hết, đừng thèm cúng dường gì hết. Cuối cùng mấy ông đói, đói xong mới nhìn tư duy lại, thấy cái sai của mình, kéo nhau vô trong rừng sám hối với Phật. Sám hối xong, Đức Phật gọi các thầy lại. Thật ra Đức Phật, nếu mà nói là Đức Phật một con người bình thường á, mà Đức Phật buồn lòng đệ tử, điều đó cũng đúng thôi. Nhưng mà Đức Phật cũng làm như vậy để là một cái duyên cớ để các thầy phải nhìn lại cái sai của mình. Thường thường á, người ta làm một cái điều gì mà mình bỏ mặc người ta là đến đường cùng rồi. Để làm chi? Để họ có cái thời gian họ tư duy lại. Thì khi các thầy tư duy xong, các thầy đi vô sám hối, Phật mới gọi các thầy đến và Phật nói cái bài pháp sáu pháp hòa kính này. Và Đức Phật dặn rằng tất cả mọi nơi chốn nào có sự tập hợp là phải đem sáu phép hòa kính này ra để làm cái điều kiện đầu tiên khi bất cứ một cái hội đoàn nào có mặt. Cho nên trong khóa tu, trong nội quy của chùa, nội quy khóa tu, đầu tiên nhất đều để câu này. Ở chùa Pháp Hòa, nội quy của chúng tăng cũng vậy. Đại chúng tu tập trong một tu viện, xin các vị hoan hỷ chấp nhận và thực hành những nội quy như sau. Điều thứ nhất, chúng ta nên thực tập sáu pháp hòa kính để mang lại lợi ích cho cộng đồng, cho đoàn thể của mình. Một cộng đồng, một đoàn thể nào có thực tập sáu pháp hòa kính này thì đoàn thể đó không đến nỗi tan rã, thậm chí trong gia đình của nhau. Như vậy nó không phải chỉ ở bức, không phải ở trong chùa, mà nó thực hiện trong tất cả mọi môi trường. Ví dụ như Pháp Hòa xin phép nói ví dụ là quý vị đi làm với nhau, mình làm chung một chỗ thì chia sẻ với nhau chỗ làm việc, gọi là thân hòa đồng trụ. Cái chỗ đó mình hay ngồi nghỉ ngơi, mà hôm nay bạn của mình mệt, thôi mình nhường cho chị ngủ 10 phút, 20 phút cho chị tỉnh táo. Cái ghế để trống mà nhất định không cho ngồi nghỉ. Không, ghế này của tôi. Thì có phải là mình sanh một cái chướng với nhau không? Rồi nói chuyện với nhau thì chúng ta không có hòa hợp. Rồi thậm chí chúng ta phá luật trong cái công ty với nhau. Tới phiên người nào thì tới người đó làm. Chúng ta phá đi cái đó. Thì do cái lợi lộc chúng ta không có biết. Thật tình mà nói cho cùng thì chúng ta đi làm cũng đều là cái gì? Kiếm sống mà, chứ đâu có ai kiếm chuyện đâu. Mà giờ vô trong đó thì kiếm chuyện nhiều hơn kiếm tiền. Phải chứ, hòa thuận thì người ta dùng cái từ là hòa khí sinh tài. Cái không khí hòa thuận của một gia đình là nó sanh ra tiền của. Hòa khí sanh tài, người ta hay chúc mình như vậy đó. Thì bất cứ nơi nào mà có được sự hòa thuận thì chỗ đó sẽ sanh ra cái sự bình an. Thưa đại chúng, là không phải ở trong bếp, ở trong chùa, chính bất cứ nơi nào có pháp luật hòa này thì mọi việc nó sẽ yên ổn. Mà đặc biệt là chùa của chúng ta đây có tên là chùa Lục Hòa, thì mọi người á, đừng có học sáu pháp hòa kính này như một bản cửu chương, một công thức 2 lần 2 là 4, 2 lần 3 là 6. Đó là mình học cửu chương thôi. Mà chúng ta phải làm sao cái pháp luật hòa này nó tan biến trong máu huyết, trong đời sống của chúng ta. Thì chúng ta thường dùng cái từ là đạo tràng hưng thịnh, Phật pháp trường lưu. Đạo tràng đó mỗi ngày mỗi hưng thịnh, giáo pháp của Phật mãi mãi lưu truyền,
Nhưng mà tại chúng ta không biết cách thì làm sao nó lưu truyền được. Cái tốp nhỏ người trẻ đi vô thấy cách sống của mình nó không có hòa thì làm sao người ta học được. Người xuất gia mà không làm cái biểu tượng, cái gương mẫu thì làm sao các Phật tử người ta nhìn vô đó được. Cho nên tôm mẹ bảo tôm con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Dặn tôm mẹ, nó dặn tôm nhỏ đó, tôm mẹ bảo tôm con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con tôm nhỏ nó nghe xong nó chắp tay lại: con rằng lạy mẹ, con theo mẹ, mẹ thử đi đi, thử thử coi. Nếu mà con tôm mẹ mà nó đi thẳng được thì con tôm sẽ đi thẳng, phải không? Mình đi cong thì không thể biểu người khác đi thẳng được. Như vậy thì muốn người ta đừng làm điều đó, trước hết bản thân mình phải làm. Pháp Hòa dạy mấy đứa nhỏ nguyên tắc làm người: mình muốn người ta tốt với mình, mình tốt với người ta trước, đừng đợi người ta tốt với mình. Vì đó là nguyên tắc của sống, nguyên tắc của xử sự: kỹ sợ bất dục, vật ư tha nhân. Điều gì mình không muốn đừng làm cho người khác. Ngược lại, điều gì mình muốn đối xử với mình hãy đến với người như vậy. Vì cuộc đời này có đối thì sẽ có đáp, mình có qua thì sẽ có lại. Nhưng nếu mình qua không đẹp, người ta cũng sẽ rút dán mình, phải không? 2-3 lần thôi chứ. Cho nên Pháp Hòa hay nói đùa đó: thần dân mà kêu ông đó là bệ hạ thì ổng cũng phải sống là một bậc minh quân để họ mãi mãi giữ họ là bệ hạ, còn không thì hạ bệ. Con chúc thầy thật nhiều sức khỏe và năng lượng, xin thầy tặng con một chữ để những lúc con gục ngã có thể sống, có thể sáng suốt và tỉnh táo để yêu thương cuộc đời. Chà, vậy thì thôi lấy chữ tỉnh đi. Tỉnh tỉnh chớ mê. Thật ra trong cuộc sống này á, chữ gì nó cũng đều là một chữ để mình sống hết. Như bản thân Pháp Hòa, Pháp Hòa hay chia sẻ với đại chúng, nếu nói là dở, Pháp Hòa không có cái nào hay hết. Tại vì Pháp Hòa hoàn toàn là một người không có một cái gì ở trong cuộc đời của mình, từ học hành cho đến cuộc sống, học cũng không có được đi học gì cả. Nếu nói là dốt là Pháp Hòa là một cây me dốt, và dốt hơn me, không có được gì hết, không có phước, không có tài năng gì cả. Nhưng Pháp Hòa có một cái là một chữ ráng rất là bự. Muốn được cái gì là phải ráng, ráng lắm mới được như vậy. Cho nên tùy mình gục ngã ở đâu thì mình sẽ đứng dậy ngay chỗ đó, phải không? Thất bại mà dừng lại, thất bại thành thiên thu. Thất bại mà học hỏi, thành tựu đến ngàn thu. Đó là 4 câu Pháp Hòa đã viết ra để tặng cho các bạn. Quý vị có thể học bài kệ đó: thất bại mà dừng lại, thất bại thành thiên thu, thất bại mà học hỏi, thành tựu đến ngàn thu. Bố mẹ con đã mất ở Việt Nam, lúc đó con còn ở Mỹ, không thể về kịp để báo hiếu chăm sóc cho bố mẹ lúc bố mẹ lâm bệnh. Con không biết làm thế nào để báo hiếu công ơn sinh thành cho bố mẹ, xin thầy giúp con. Mình chăm sóc cho cha mẹ khi còn khỏe hoặc bệnh, thậm chí lúc qua đời, dự tang lễ, cái đó cũng không phải là mình trọn hiếu đâu. Vì chúng ta không phải cố tình không về, mà có thể vì hoàn cảnh chúng ta không làm được. Điều này, đây không phải lỗi của mình, mà do hoàn cảnh chúng ta không làm được. Nhưng cuối cùng cái quan trọng nhất là gì? Chúng ta học 2 câu này: cha mẹ còn sống, hãy nhìn gương cha mẹ.
cha mẹ qua đời theo chí nguyện của cha mẹ mà sống. Khi cha mẹ còn sống, cái cách sống của cha mẹ như thế nào đối với mọi người, nên nhìn lên và học cái đó. Còn khi cha mẹ qua đời rồi, hãy theo cái chí nguyện của cha mẹ là muốn mình sống một cuộc đời lương thiện. Không cha mẹ nào muốn sống, muốn con mình sống một cuộc đời bất lương. Cho nên mình phải biết rằng thủy chung cha mẹ cũng sẽ chết, nhưng cha mẹ sẽ không chết trong trái tim của mình. Bây giờ đây cha mẹ đang ở trong mình. Mình đi là cha mẹ đi, mình ngồi là cha mẹ ngồi, mình hạnh phúc là cha mẹ hạnh phúc. Tại vì trong cơ thể của mình, mình có 50% máu huyết của cha, 50% máu huyết của mẹ. Như vậy chúng ta phải thấy trách nhiệm lớn của mình là bảo hộ thân tâm và làm sao nuôi dưỡng thế hệ con cháu của mình để cái luân lưu, cái đạo đức, cái đẹp của cha mẹ ông bà ở trong mình và trong con cháu. Chứ không phải mình về mình dâng chén cháo, thắp cây nhang, tiễn ra mộ được. Mấy cái đó là về cái phần chăm sóc thôi, nhưng mà về cái phần duy trì, giống như bây giờ nè đó, Phật điện rất là trang nghiêm, hoa trái lúc nào cũng đầy đủ. Đâu phải là có hiếu với Phật đâu. Nếu ai muốn trả hiếu cho Phật thì chúng ta sẽ sống như lời Phật. Thí dụ Phật dạy mình, Phật dạy mình con người vẫn còn tham, cái chuyện tham là bình thường. Nhưng bây giờ mình sẽ tham đủ xài mà không tham những cái gì mà không cần. Cái tham đúng chúng ta gọi là nhu cầu. Chúng ta tham hơn gọi là tham cầu. Bây giờ tham phải không? Rồi bên cạnh cái đó, để giảm lòng tham, chúng ta tập chia sẻ với mọi người trong khả năng của mình có được. Mình thể hiện tinh thần của Phật tử ngay. Đó, bây giờ quý vị vô chùa nè, lỡ ai nói cái gì mình không đồng ý, nhẹ nhàng, hỷ xả, giải quyết, không gây gỗ, không hiềm khích. Làm sao cho mỗi ngày cái ngôi chùa nó yên ấm, nó hưng thịnh là mình trả hiếu cho Phật đó. Còn không phải là mình lúc nào khói hương cũng nghi ngút, bình cũng 2-3 cái, rồi nhang đèn, trái cây, chè xôi. Mấy cái đó là mình bày lên lát mình hưởng hết. Nhưng mà cuối cùng mà cái tiếng là Phật chịu. Đó, Phật tử đó, chùa đó, tôi thấy mấy bà đi chùa tôi sợ muốn chết đó. Tôi nghe mấy bà ăn chay tôi rùng mình đó. Mình tu làm sao mà tiếng về Phật hết đó. Thành nữ ra đâu phải. Cho nên trả hiếu cho Phật là cái cách sống của mình, thể hiện đúng tinh thần của một Phật tử qua cách ăn nói hành xử của mình. Hồi nãy cái lục hòa đó, để chúng ta trả ơn cho Phật, trả hiếu cho Phật, trả hiếu cho cha mẹ cũng vậy thôi. Cho nên hồi nhỏ ở đây ai nhớ cái câu cha mẹ dặn mình nè, đi ra đường đừng để người ta chửi cha mắng mẹ, nghe không? Quý vị nhớ câu đó không? Người ta chửi mình, ta không chửi mình đâu, người ta nói cha mẹ mình không có dạy. Thật ra Phật dạy mình quá trời quá đất luôn mà mình không thực tập thì làm cho cái tinh thần Phật tử nó bị mai một đi. Cho nên pháp Phật không có mạt, giống pháp chân lý mà sao mạt được. Chúng ta làm cho hình ảnh Phật pháp bị mạt, chứ còn giáo pháp Phật không có mạt, nhớ không? Cho nên nó nói ôi đời đầy đời mạt pháp, nhớ không? Pháp Phật không có mạt. Nói vậy để mình chạy tội. Bây giờ thí dụ thôi, nếu thật sự pháp Phật mà có mạt thì chúng ta phải ráng làm sao để cho nó đừng có quá mạt. Vậy mới gọi là người biết, chứ đâu phải thấy nó sắp hư rồi đẩy cho nó chết luôn. Đâu phải vậy, phải không? Chúng ta thấy sắp sửa hư thì chúng ta phải dựng lại, phải quật lại để làm cho nó vững chãi lên. Thì chúng ta cũng như thế, thấy gia đình mình hạnh phúc đang đi xuống dốc thì phải tìm cách làm cho gia đình mình vững chãi lên, tìm cho ra nguồn cội từ đâu mà gia đình đang đi xuống dốc. Thì chúng ta phải vững chãi, phải xây dựng lại. Phật tử cũng như vậy. Cho nên Pháp Hòa nói thưa đại chúng, xây chùa là khó, nhưng không khó bằng giữ chùa. Quy y là dễ, nhưng giữ tinh thần của một Phật tử đã quy y không dễ. Cạo đầu làm người xuất gia dễ lắm, một tiếng đồng hồ là cái lễ nó xong. Nhưng mà sống đúng với một người tu không dễ, phải không? Làm cái đám cưới, anh Nguyễn Văn Mít
Có chị nhận Trần Thị Xoài làm người vợ chính thức không? Dạ nhận. Rồi chị Xoài có nhận anh Mít làm người chồng không? Dạ nhận, ký giấy. Cái lễ thành hôn trong vòng một tiếng là xong. Nhưng giữ cái hôn nhân đó để cho nó tốt đẹp là một quá trình, phải không? Cho nên kết hợp là một việc, nhưng duy trì cái kết hợp đó không phải dễ. Vì vậy mà chúng ta thường tụng nguyện ngày an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành, tất cả các thời đều an lành. Rõ ràng mình muốn tất cả các thời, thời nào cũng an lành, sáng, trưa, chiều, tối, khoảng giữa, vân vân, đều an lành hết. Muốn an lành, được an lành, với điều kiện là chúng ta muốn nó an lành. Cho nên cầu an là nguyện cho được an, anh sẽ được an với điều kiện anh muốn an. Cho nên đấy, tôi muốn cái gia đình này yên ấm, thì nhìn lại cách nói của mình. Nói một câu nói đó thôi, nghe nó bắt đầu nó cũng hơi nổi lên rồi. Chỉ một câu nói thôi. Cho nên muốn yên ấm thì cái tone, cái âm điệu hàng ngày của mình nó cũng quan trọng lắm. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa được về chùa một lần nữa để thăm đại chúng. Mong đại chúng giữ gìn sức khỏe, giữ thân tâm an lạc để tiến tu. Dạ mọi người. Dạ mời cô. Qua bài pháp của mình à, tìm để thấy rõ được mình, cơ thầy cần cúng dường cho thầy, tìm thấy rõ được mình. Nhưng mà thưa thầy, con phải những cái lúc con cũng ngồi tĩnh tâm 5 phút hoặc 10 phút thì con chỉ thấy cái pháp là cái pháp thánh vật và cái pháp hôn trầm. Còn cái pháp tham, làm sao mình thấy cái pháp tham khi không có vật chất để mình nhìn thấy? Còn cái pháp sân, khi mà mình không ai hỗ trợ mình, làm sao để thấy cái pháp tham và cái pháp sân khi mình thiền? Đây là pháp sinh này nhé. Mình thấy cái gì cũng đều là thấy mình hết. Thí dụ cô thấy, cô thấy trong khi cô ngồi, cô thấy cô đang bị hôn trầm, nghĩa là cô biết cô đang bị một cái chướng ngại của hôn trầm. Chữ thấy mình là mình thấy dù tốt hay xấu, dù vui hay buồn, mình biết rõ. Chữ thấy là biết rõ trong khi mình sống, những gì khởi lên trong tâm thức mình đều nhận biết rõ ràng. Mà không phải trong lúc ngồi thiền không. Ngồi lúc ngồi thiền là giúp cho cái tâm mình tịnh. Và khi tâm mình đủ tịnh rồi thì cuộc sống hàng ngày của mình, đi đứng nằm ngồi, mình có nhiều cái ý thức hơn. Nói đơn giản là nhiều ý thức hơn để mình nhận diện những gì đang xảy ra trong tâm mình. Ví dụ bác mới vô cửa thôi, bác chưa kịp để cái áo nữa, bác biết là chỗ nào để áo, nhưng có một người nào đó tới làm tài lâm chỉnh sửa bác là làm cho bác bực lên liền. Thì khi đó bác liền biết mình đang bực. Và nếu như bình thường là mình sẽ phản bác lại, nhưng mà vì mình thấy rõ mình đang bực, cho nên lời nói của mình nó sẽ không dễ thương. Sao mình cho mình một vài giây để mình tìm cái cách mình nói: dạ cảm ơn cô, tôi biết, nhưng mà tại tôi chưa kịp làm. Chứ theo hồi nãy là mình trả lời câu khác, thí dụ vậy đó. Cho nên bất cứ một cái tâm hành nào, dù vui hay buồn, xuất hiện trong tâm thức của mình, chúng ta biết rõ để chúng ta điều phối. Chúng ta không có chống đối nó, chúng ta không chống đối nó, mà chúng ta biết để chúng ta điều phối nó, để làm cho nó được nhẹ nhàng hơn trong khi mà đời sống hàng ngày của mình. Cái đó đó Đức Phật gọi là chúng ta chăn trâu. Chăn trâu á, con trâu nó vừa lên thì chúng ta kiếm cách làm cho con trâu nó lắng xuống. Đến khi nào con trâu mình nó thuần thục, nghĩa là tâm mình nó thuần, nó không sinh khởi. Còn hiện tại mình mới bắt đầu thì chúng ta phải nhận rõ
những cái gì mà nó đang hiện khởi trong tâm mình thì Phật gọi là tâm hành. Tâm vui, tâm buồn, tâm thương, tâm ghét, tâm tham vân vân đều là những tâm hành mà chúng ta cần nhận rõ để chúng ta manage, khơm nó xuống, làm cho nó lắng xuống. Khi mà kêu khóc xong rồi đó, khi mình tìm các anh kêu đó tập khóc xong chỉ mà bị không nghĩ không đó khóc không là thứ mà không cần rồi tập xong khi nào đó ai đi ra ngoài kêu tập xong thì mình bị khóc cũng như mình bị làm ra hành đến xong và khóc than khi mình thấy bỏ khóc ra ngoài thì ha trước khi mình kêu đó là mình chỉ thở đó. Thì đúng rồi, hồi nãy Pháp Hòa nói khi mình ngồi thiền, bất cứ cái gì nó sinh khởi trong lúc thiền là mình biết. Tuy nhiên thiền không phải chỉ ngồi ở đó không, mà mình sẽ ứng dụng thiền mọi việc trong cuộc sống của mình. Khi nào mà cái như thường lệ, việc gì nó đến là mình bất động là mình sẽ ra tay liền. Nhưng nhờ mình có định tĩnh, mình có đủ chánh niệm để mình nhận biết mình đang có cái gì trong khi này. Ví dụ như cô đang ngồi đây nè, cô đâu có thiền đâu, nhưng mà ai đi ngang đụng cô một cái mà không xin lỗi là cô cũng bực lên. Nhưng mà thì những lúc đó cô biết mình đang bực, tức là không thiền đây là đủ khả năng nhận diện những gì đang xảy ra trong cuộc sống. Còn cái giây phút mình đang ngồi tĩnh tâm là chỉ là giây phút thời khóa ngồi thiền. Còn thiền phải được ứng dụng trong mọi giây phút trong cuộc sống, chứ không phải là chỉ khi cô ngồi. Còn khi cô ngồi cô đâu có thấy cái gì mà cô khởi tâm tham, thì lúc đó bất quá lại gì, buồn ngủ nè, giải đãi nè, phóng tâm nè, thì những cái pháp đó của trong khi ngồi. Nhưng mà khi ra hành xử thì những cái đó nó không sanh, mà cái pháp khác nó sanh, như là sân tức rồi ganh tị vân vân. Thì cái gì nó biết, nó có mặt, mình biết nó để mình lắng nó xuống. Giây phút cô ở dưới bếp cũng là thiền, nếu cô nhận diện ra là mình đang nổi sân, thí dụ vậy đó.